Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Vốn lại tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn hàng về ngập tràn. Đấy, các cái mặt hàng Tết phục vụ các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái massage chân các bác nhá. Đấy. Cái này các bác gọi là massage chân được mà gọi là thảm massage cũng được. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng thảm như này và nó sử dụng bằng cả là bằng điện và nó là dạng là bằng pin như này nhá. Đấy. Nút màu đỏ này là nút bật nguồn này. À, nút dấu cộng này là nút bật nguồn, nút dấu trừ này là nút tắt nguồn này. Đấy, còn chữ M này thì các bác sẽ là thay đổi chế độ nhá. Các bác lắp vào đây cho em, lắp vào hai cái mắt này. Và cái này thì nó sẽ có cho các bác là một cái chân sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá, giá sẽ là 60k. Lên cho em là thảm massage chân thôi, massage chân này. Massage chân giá sẽ là 60k nhá. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage cán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng. Thảm massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage cán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi. Mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết. Giá thì sẽ là 160.000 cho một bộ như này. Sản phẩm thì nó sẽ là thép CLV không gỉ, mạ chrome, sáng bóng đẹp, vừa đẹp vừa bền đẹp vừa chắc chắn. Và giá rất hợp lý nha, chỉ có 160.000 cho một bộ này thôi. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nguyên một cái tay lắc như này đã phải mất cả 100 đến 120.000 này có nhá. Đấy, mà bên shop bán cho bác cả một bộ như này, bao gồm cho bác là một tay công này. Đấy. Đấy, một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá. Một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu như này. Khẩu của nó thì sẽ là từ 8 đến 24 nhá. Từ 8 đến 24. Đó. Các bác có thể lắp trực tiếp này được luôn. Lắp trực tiếp này để mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể lắp vào cái tay nối dài này để đưa vào các cái vị trí xa này. Đấy, các cái vị trí xa thì mình đưa con nối dài này vào. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là khẩu 12 chi tiết nhá. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái tay công này thôi đã phải 120-150 rồi. Thế mà một cái bộ khẩu 12 như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái led pháo hoa nhá. Led pháo hoa đây. Đấy. Nó rất là đẹp luôn. Các bác lắp đặt thì rất là dễ dàng. Và giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180k cho một bộ led pháo hoa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Lắp lên nó sẽ như này này. Đấy, rất đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy, lắp lên nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một bộ led pháo hoa này thôi. Lắp đặt thì rất là dễ dàng và sử dụng thì cũng rất là tiện ích luôn. Đấy. Rất tuyệt vời luôn nha. Các bác có thể dùng điều khiển trực tiếp này hoặc là dùng qua các app nhá. Ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là
cái bộ mũi khoan đa năng nhé. Một hộp này của nó thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 mũi như này. Một hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, một hộp 5 mũi. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhé. 5 mũi khoan đa năng đen như này. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen rất là tiện ích luôn. Mũi kế các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi đường mặt. Giá thì sẽ là 110k nhé. 110.000. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? À, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái thuốc trị thuốc bôi trĩ các bác nhá, thuốc bôi trĩ. Đấy, thuốc bôi trĩ thì nó sẽ là dạng kem nhá. Bác nào chuyên bị trĩ nội trĩ ngoại này, đau bôi trĩ rồi co bôi trĩ xa bôi trĩ, các bác dùng cái này cho em. Đấy, trĩ nội trĩ ngoại đều dùng được hết nhá. Đấy, đau co rồi xa bôi trĩ các bác dùng cho em đều ok hết nhá. Nó là dạng kem, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đấy, kem dùng rất là tốt và an toàn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bao nhiêu nhỉ? Một cái lọ thuốc kem trĩ như này giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k. Cái này thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về thôi. Và giá rất hợp lý nhá, 30k. Đấy, bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ xa bố trĩ đều dùng được hết nhá. Hàng của Ditami các bác này. Đấy, rất là tiện ích và an toàn cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Đấy, thì hôm trước hết hàng, đợt này mới lại có hàng về nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay bằng tre này. Đấy. Tiếp theo là một cái khăn này, một cái khăn lau này, một cái âu để các bác một cái khay đựng nước này. Đấy. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên. Cái chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi, chuyên trong lòng bàn tay này các bác nhá. Đấy, một chuyên này. Đấy, tiếp theo là một cái hũ đựng trà này. Hũ đựng trà này thì so với cái chuyên này thì các bác sẽ pha được từ 3 đến 5 chuyên trà này. Đấy, và 6 cái chén nhé. Đấy, 6 cái chén. Sản phẩm thì chất liệu của nó là bằng đất nung nhé. Bằng đất nung. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, 6 cái chén này các bác này. Đấy, đấy, 6 chén như này. Đấy, combo cho các bác là 6 chén luôn. Đấy, 6 chén như này. Bằng đất nung rất là đẹp này. Đấy, chuyên chiếc của nó rất là ngon luôn. Và có cả bình đựng chè luôn nhé. Chuyên rất là ngon luôn. Đấy, đất nung của Nhật nhá. Có cả bình nước chè luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời nhé. Các bác lên cho em là ấm mặt trời này. Giá sẽ là 140k. Đó, ấm mặt trời nhé. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k. 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Rất tiện ích luôn. Đầy đủ khăn, rồi giấy lau này. Đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Rất đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một típ thôi. 40.000 cho một típ kem đánh răng. Cái gì? Đây nó sẽ là một dòng kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đây, của Median của Hàn Quốc này. Đấy, đây. Made in Korea này. Made in Korea. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đây, 120g, Made in Korea này. Tỷ lệ làm trắng răng của nó thì lên tới 93% luôn. Đấy, tỷ lệ làm trắng lên tới 93%. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, đây, đấy. Chất liệu của nó thì kem trắng như này nhá, kem trắng như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng không có niêm phong nhá. Hàng không có niêm phong đâu. Cho nên là các bác cứ sử dụng thôi. Đấy, thì hàng không có niêm phong đâu. Không, nhiều lúc về các bác nhận hàng các bác lại bảo là dùng giả thì nó không đúng. Hàng nó chỉ có như này thôi, nó không có niêm phong các bác nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một típ kem đánh răng như này thôi. Dung tích của nó là 120g, Made in Korea nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái bình để đựng nước này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000, hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, nắp có gioăng cao su như này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nắp có gioăng cao su rất chắc chắn nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là bình 20 nhá, bình 20 này. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k cho một con bình như này nhá. 80.000 cho một con bình như này. Giá siêu rẻ luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước uống này, đựng nước lọc này. Đấy, hoặc là đựng các cái loại trà.
Đấy, con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu cô nhé, không có tính năng giữ nhiệt đâu. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, chỉ có cho các bác là 80k thôi, 80k cho một con bình như này, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15k, 15.000 cho một con lọc rác inox như này, 15.000. Đó, con này thì rất tiện ích các bạn, các bác có thể dùng để mình cho vào cái chậu rửa bát ấy. Đấy, chậu rửa bát nhà mình ấy là mình cho vào mình dùng để mình lọc rác thì nó cũng rất là tiện. Đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái lọc rác như này thì nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bác dùng cái thường thì nó rất là bẩn thỉu nhưng mà cái này các bác dùng đấy, đặt vào cái là nó chảy xuống là rác nó sẽ đọng lại luôn và thoát nước nhanh, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 15.000 thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác các cái mẫu khò ga nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là bom hàng. Đó. Mẫu khò ga thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái khò ga trắng này, khò ga trắng. Con này thì sẽ là 50k. 50k cho một chiếc khò ga trắng như này. Giá thì chỉ có 50k này cô nhá. Đó, giá sẽ là 50k một chiếc khò ga trắng như này. Con này thì nó cũng là dòng đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động hết các bác này. Rất là tiện ích luôn, dòng đánh lửa tự động 50k một chiếc như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng này. Đó, 50.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu khò ga đại này. Đấy, khò ga đại nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật đây, Kabushi Japan này. Đó, con này thì sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái mẫu khò ga đại như này. Con này cũng rất tiện ích sử dụng luôn. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, 120.000. Con này thì nó to hơn. Đấy, cái đầu tiếp xúc lửa của nó, đầu đồng to hơn, dày dẫn hơn và to hơn thì sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Cho nên là các bác dùng ít thì mua con 50.000, dùng nhiều thì phải mua con 120 này. Ngoài ra thì nó sẽ có một con bằng đồng như này. Con bằng này là nó sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối. Con này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác phải tự động mồi bằng máy lửa, mồi bằng lửa bình thường tại vì con này nó sẽ không có đánh lửa tự động. Nhưng mà ưu điểm của nó sẽ là một cái hàng đúc trực tiếp như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là bền nhá. Rất là bền bỉ và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất bền bỉ chắc chắn, hàng đúc đồng như này. Kết hợp với các loại bình ga mini của Việt Nam mình là đều vừa hết nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng này, giá sẽ là 80k nhá. 80k trong chiếc khò ga đồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đá mài của Nhật nhá. Đá mài của Nhật, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Đấy thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là độ mịn là 5.000, 10.000 và một mẫu là độ mịn 3.000, 8.000 thì bên shop sẽ lên nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Thì cái mẫu đá đỏ này sẽ là 70.000 đúng không? Đá đỏ này sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là đá đỏ này. Đấy, đá đỏ sẽ là 70k. Đó và độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. Đó, hàng thương hiệu Katashiwa made in Japan này. Con này mài dao thì siêu sắc siêu bén cho bác luôn. Ngoài ra thì con này là cái đá vàng này thì cao cấp hơn một chút nhá. Độ mịn là 5.000, 10.000. Các bác lên cho em là đá vàng này. Đó, đá vàng. Đấy, độ mịn của nó sẽ là 5.000 trên 10.000 và giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một viên đá vàng như này. Đấy, thì các bác muốn lấy đá đỏ thì lấy mà lấy đá vàng thì lấy. Đấy, độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén cho các bác nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho viên đá vàng như này thôi. Và 70.000 cho một viên đá đỏ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Có miếng cao su lót như này các bác để trên nền mình mài dao nó khỏi trơn trượt, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá. Đấy, bật lửa ngọc, nó có hình viên ngọc như này. Và con này về nhà các bác đổ xăng vào cho em nhá. Đấy, về nhà các bác đổ xăng thơm vào hoặc là dầu đốt vào cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, có sẵn đá này rồi. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có hình viên ngọc như này. Lên cho em là bật lửa ngọc này. Con này thì sẽ là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này, có một màu thôi à. Đấy, 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là có màu bạc không? Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu vàng. Con này mang ra để gắn cái ấy vào. Lấy cái cứ để trên ấy tí anh gắn đó. Cứ mang ra ngoài mang cái bàn đi. Đấy, nó sẽ có màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng màu bạc này các bác lấy màu nào thì lấy này. Đấy, các bác lấy màu nào thì lấy. Màu bạc này thì em còn có ít thôi, chủ yếu là màu vàng thôi nhá. Đó. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái dòng bật lửa đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì nó sẽ là bật lửa đồng hồ. Sẵn đồng hồ luôn. Con này thì nó sẽ là dùng ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em.
Và con này ở đây thì nó sẽ có thêm, có một cái đồng hồ, có một cái đồng hồ và có đèn sáng nhá, có đồng hồ có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đồng hồ có đèn sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bật lửa như này, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100k. Lên theo là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con thước laser nhá. Đấy, thước laser. Thì đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích. Bên em bán rất là nhiều rồi, thì em cũng giới thiệu nhanh qua cho các bác thôi. Đó, con này thì nó sẽ là một cái dòng thước mà các bác dùng đa di năng luôn. Có ba thước này, nghiêng, đứng này, nằm này. Đấy, thước đo livo nghiêng đứng nằm này. Có một con thước rút nhá, có một con thước rút này các bác này. Đấy, thước rút 2,5 m. Đấy, một con thước rút 2,5 m như này nhá. Đấy. Và có một cái thước đo 15 cm này, một thước đo 15 cm và một cái thước đo này theo số của Tây này. Đấy, và về nhà các bác giật cái lót này ra cho em. Đấy, giật cái lót pin này ra và các bác bật lên thì đây nó sẽ có cái tia laser như này nhá, có cái tia laser như này. Đây. Thì các bác có thể đo góc vuông này. Đấy, đo góc vuông này. Đấy, hoặc là đo cạnh đứng cạnh nằm nhá. Đấy. Khi các bác đo các cạnh thì các bác gạt cái này cho em này, gạt cái này nhá. Đấy, gạt cái này là lấy cạnh đứng này. Đấy, gạt xuống như này là lấy cạnh nằm này và gạt bên giữa này là lấy góc vuông nhá. Thì các bác cứ gạt cái tia này đi cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái nấc ở đây các bác gạt đi cho em để mình lấy đứng nằm nghiêng. Đó, và công tắc bật ở đây. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá, thước laser. Đấy, 90k thì một em thước laser như này. 90k. Đấy. Giá của nó sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá. Thì em lên cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì nó rất là tiện, các bác quan sát trên video này. Các bác có thể lau bàn bếp này, lau dọn vệ sinh này, sau đó thì nó sẽ tự vắt như này. Treo lên rất là tiện ích luôn. Đó. Và có thể xoay được nhá. Đấy, bàn bếp có thứ bẩn này các bác chỉ cần gạt vào cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình lau chùi đi, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, không thể tin nổi luôn. Đây em nó đây các bác này. Đấy, về nhà các bác nhận được hàng thì nó sẽ là một cái tay giờ như này. Các bác lắp vào cho em. Đây. Lắp ở đây như này. Đấy, lắp ở này rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này vào là xong. Đấy, đặt xuống là đẩy cái lẫy này là nó trượt vào là xong nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác vắt thì mình sẽ kéo vào như này, nó sẽ vắt vào này. Đấy, bỏ ra thì mình sẽ bỏ ra mình lau dọn như bình thường. Đấy, lau như bình thường nhá. Con này thì nó thấm nước rất là tốt luôn. Đấy, lau xong thì các bác lại vắt mình cho vào, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40k. Cái này thì em vừa cho các bác xem video ở đấy, 40.000 cho cái chổi lau bàn bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao 3 con nhá. Thì các bác có thể mua theo combo 3 chiếc này. 3 chiếc như này hoặc là các bác có thể mua từng con một tùy theo. Đấy. Thì nếu mà các bác mua 3 con này thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bao ship tận nhà. Xé cho anh tờ giấy. À đây. 260.000 bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260.000 cho 3 con dao cán gỗ như này, 260.000. Đấy, còn nếu các bác mua lẻ thì con dao thái này của nó sẽ là 80.000 nhá. Hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con thái này là 80.000, chiều dài khoảng 30 cm, bản của nó khoảng 4 cm nhá, chiều dài khoảng 2 ly. Hàng của Nhật đây, Japan này, Seiki Japan. Con này thì sẽ là 80k nhá. 80.000 các bạn. Đây, con này sẽ là 80.000 này, 80.000. Còn con này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, là con này nó sẽ là dao gọt nhá. Con dao gọt này thì giá chỉ có 40k thôi. Đây, 40k cho con dao gọt này các bác này. Đấy, 40k. Đấy, còn các bác mua con dao chặt thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt thế này, Seki Japan made in Japan này. Con dao chặt này nặng khoảng 7-8 lạng. Cực kỳ là đầm tay luôn, 7-8 lạng đến 1 cân nhá. Đấy, tấp nhất là phải có 7 lạng cho các bác luôn. Chặt cực kỳ là ngon, đầm cay luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đấy, Seki Japan. Hộp tiếp và thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đây, Seiki Japan, made in Japan, chữ khắc chìm này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 con này thôi. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con thì sẽ là 260, thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, con này 80.000, cộng với con này 180 đã là 260 rồi. Mà bao ship thì ngẫu nhiên là được tặng thêm con này nữa. Đấy, thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá sẽ là 260.000. 3 dao cán gỗ 260.000. Đấy các bác nhá, rất là rẻ thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái con khoan cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu khoan như này. Con này có thể xoay đảo chiều nhá. Xoay, các bác nhấn vào đây này, nhấn cái lẫy này cho em để xoay đảo chiều từ hình khẩu súng sang hình thẳng như này. Đấy. Rất là tiện ích nhá và có đảo chiều luôn. Và các bác lắp cho em cái mũi vít này vào này, lắp mũi vít này vào. Các bác mua một cái bộ này thì sẽ có rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác, thì rất là tiện ích luôn nhá. Cực kỳ là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này.
các đầu vít này, mình không thích thì mình lại ấn cái này để mình xoay ngược trở lại này. Đấy, sẽ có cho các bác là đầu vít này, đầu vít, đầu mũi khoan này, đầu khẩu này, rồi là một cái bộ 30 đầu vít như này. Đấy, combo cho bác giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 mà mình có tới là rất nhiều chi tiết cho các bác luôn. Và đây thì sẽ có cho các bác một con tay lắc như này nữa. Con tay lắc để đưa vào vị trí khó mình khoan mình đục này. Đấy. Giá sẽ là 180.000 cho cái bộ khoan mini này nhá. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Thì đây nó sẽ là một con phích rất là tiện này để cho các bác đun nước rồi giữ nước cho các bác luôn, giữ nóng luôn. Đấy thì em gọi nó là phích đun sôi tại vì nó vừa là đun nước vừa là giữ nóng luôn. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Cúc của Hàn Quốc. Đây, công suất của nó sẽ là 1500W này, sử dụng điện 220V này. 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Xoáy nắp ra này. Đấy, xoáy nắp ra, cho nước cho vào xong là đó là mình đun này. Mình đun xong thì mình cứ để này thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và giá thì cực kỳ là ưu đãi cho anh em các bác nhá. Đấy. Đây, nhấp này là nó sẽ ra nước này. Đấy. Và cái này của nó thì cơ chế là nóng là tự ngắt nhá, nóng tự ngắt. Các bác chỉ cần đặt lên này nó ăn lẫy rồi, nóng nó tự ngắt. Đấy, và các bác không thích là để nóng liên tục thì các bác bỏ ra, khi nào mình cần thì mình đặt vào. Giá chỉ có 180.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 180.000 bỏ trong cái phần lồng này. Lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Phích đun sôi này. Phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000 một chiếc nhá. Đấy, đây. Dung tích 3 lít này, 1500W này, điện 220V. Đó. 3 lít cả vỏ, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, mặc định nhà sản xuất là 3 lít đây, nhưng mà nó là 3 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cặp lồng, các bác có thể mang cơm đi, mang đồ ăn đi rất là tiện. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có 180.000 thôi. Quá rẻ luôn. Đấy. Các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, mang thực phẩm đi hoặc là có thể nấu chín cơm được luôn nhá. Đấy, nấu chín cơm cũng ok. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là hai tầng. Đấy, hai tầng như này và đây nó sẽ là có dây nguồn cắm này, rồi đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đấy, đây. Thì về nhà các bác đổ nước vào đây cho em, đổ nước vào đây. Sau đó thì mình có thể cho cơm, cho gạo vào đây nấu bình thường nha. Bình thường nếu bây giờ các bác đi mua cho em một cái ô inox xịn như này thôi đã phải mất 30.000 một chiếc rồi. Thấp nhất là 30.000 một cái chiếc ô inox xịn như này, là 4 chiếc là 120 rồi. Thế mà đây mua cả combo như này, cả một cái nồi như này. Đấy, công tắc bật ở đây, cắm điện ở đây, có sẵn dây cho bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện đẹp như này, chất lượng như này, rẻ như này mà giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy. Mà các bác không mua ở đây thì mua ở đâu nữa, đúng không ạ? Đẹp, rẻ, chất lượng như này, 180.000, cắm điện trực tiếp điện 220, mang cơm mang đồ ăn đi mình hấp đun. Đấy, hoặc nấu cơm trực tiếp thì bỏ cơm vào đấy nấu trực tiếp luôn, cũng rất là ngon. Đây, 180.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đây. Công suất của nó sẽ là 200W, điện từ 110 đến 220V, 50Hz, dung tích là 2 lít các bác nhá. Rất đầy đủ thông số kỹ thuật luôn. Đây, lên cho em là cặp lồng hấp nhá, cho cơm đồ ăn vào đây. Cặp lồng hấp giá sẽ là 100 à cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện. Cặp lồng điện. Xin lỗi các bác, cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện 180.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Đấy, ngập tràn kho luôn thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng e-ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng có nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn các bác này. Giấy ăn thì bên shop bán theo bán theo combo nhá. Đấy thì nó sẽ là cái này bán thế nào nhỉ? 10.000. 10.000 một gói các bác nhá. 10 gói là 80.000 và các bác mua một thùng là 20 gói là 140 các bác nhá. 140. Đấy, các bác lấy số lượng nhiều thì càng rẻ, và cái này thì bên shop là bán là số lượng là nó sẽ là từ 2 gói trở lên nhá, từ 2 gói trở lên, chứ còn một gói thì nó ít quá bên em không bán nhá. Đấy, chất giấy của nó này siêu dai luôn các bác này. Đấy, chất giấy của nó siêu dai luôn các bác thấy không? Đây. Rất là dai giấy luôn nhá, dùng nó rất là thích luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình ăn cơm, ăn nước, rồi có cỗ, có bàn, rồi thịt gà, thịt cá các thứ nhá. Gà, cá đều ok hết. Đấy, giấy của nó là giấy lụa cực kỳ là dai luôn. Giấy lụa rất là dai nhá. Đấy, giấy lụa rất là dai luôn. Một bịch này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Đó, rất là nhiều luôn, các bác dùng thoải mái luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 trên một bịch này nhá. 10.000 trên bịch này, và bên shop là bán từ 20 chiếc trở lên nhá.
Một bịch mình của nó sẽ là 10k nhé, bán từ 10k và bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, xin lỗi các bác là em bán từ 2 bịch trở lên. Đấy, còn các bác mua số lượng thì 10 bịch sẽ là bằng 80k này. 80k, còn một thùng của nó, một thùng là 170.000, 140k nhá. Một thùng 140.000 là nó bằng 20 gói nhá, bằng 20 gói. Đấy, còn bán lẻ thì sẽ là 10.000 một gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng về thì đủ màu cho các bác luôn nhá. Đủ màu xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu như này cho các bác này. Đấy, xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá, hàng của Korea của Hàn Quốc này. Đấy, nó đang bán trong các hệ thống siêu thị là 36.000 đồng nhá, Korea này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng Korea Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán theo combo nhá. Đấy, 4 cái là bằng 20k này, 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và các bác mua cả hộp này sẽ là 110.000. Cả hộp này là 110.000 là vào 30 cái này. 30 cái là sẽ là bằng 110k thôi. Các bác mua về dùng dần hoặc là phát cho các em nó, hoặc là nói chung là dùng đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, 10 cái là sẽ là bằng 40k nhá. Đấy, còn mua 4 cái là bằng 20k. Đấy, còn một thùng hộp này là sẽ là 110.000 cho 30 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn măng sông nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác cho dầu vào đây để mình đốt này. Đấy, đây cái này là chỉnh bấc này. Đấy, con này sẽ là 130.000. Và các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, lấy cái này nó hơi chặt, các bác lấy cái kìm xoáy ra giúp cho em, xoáy này ra đổ dầu vào đây. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này, hoặc là đề phòng khi mất điện thì mình đốt dầu ma rút đấy, hoặc là các bác để trên ban thờ này, đọc kinh lễ lại các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là đèn dầu này. Đèn dầu giá của nó sẽ là 30k nhá, 130.000 nhá. 130k cho một con đèn dầu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Đấy, rất là cao cấp cho các bác luôn. Combo cho các bác là 3 chiếc như này. Bao gồm cho các bác là một cái nạo này thì nó sẽ có cho các bác là một phần nạo vỏ này, một nạo vỏ, một nạo sợi nhá. Đó. Và tiếp theo là con này thì nó sẽ là một cái nạo ngang như này, thì nó sẽ là một cái nạo vỏ kèm theo cái phần để các bác ngoáy cái phần sâu này. Tiếp theo là một cái phần để các bác nhổ lông gà, lông cá này, hoặc là làm lòng gà, lòng cá. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm là 3 món. 3 món như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Bây giờ các bác ra ngoài chợ mà mua một cái nạo đều bình thường thôi cũng đã phải mất đi tầm khoảng là đi 20-25.000 rồi. Nhưng mà đây combo cho các bác 3 cái món, một bộ 3 cái món nạo Nhật đẹp như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên cho em là nạo 3 món nhá. Đấy, lên cho em là nạo 3 món. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá. Các bác lên cho em là máy sấy giày. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đây, sẽ là một con máy sấy giày rất là ngon như này các bác này. Đấy. Con này thì về mình chỉ cần là ngửa cái này lên, sau đó thì mình cắm điện vào. Đây, cắm điện trực tiếp điện 220 vào cho em. Đây, con này thì điện 220V 50Hz này. Đấy. Và các bác chuyên dùng để mình sấy giày đấy, rất là ok luôn nhá. Đấy. Nó có cái nút này, nó sẽ là điều chỉnh cho các bác chiết áp này. Đấy, điều chỉnh chiết áp ở đây nhá. Các bác có thể là để 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Mùa đông này thì các bác dùng giày dùng dép nhiều thì các bác dùng con này mình sấy đi em, nó là ok luôn nhá. Đấy, chuyên dùng để sấy giày sấy dép rất là ok luôn. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Con này thì sẽ là 195.000, 195.000 cho con máy sấy giày như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì công suất của nó sẽ là power của nó là 1.500W này, 2.5L và sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá, Cúc Cu của Hàn Quốc. Đấy, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000 cho con ấm như này, rất đẹp các bác này. Đấy, bên trong inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài của nó là nhựa chống nóng nhá. Dung tích cực khủng luôn, 2.5L tha hồ thoải mái cho bác sử dụng đây. Đấy. Công suất 1.500W, điện 220V. Đấy, và 50Hz, 2.5L nhá. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130k, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái hộp đựng chè inox nhá, hộp đựng chè inox. Thì lô này về nó sẽ có màu đỏ và màu vàng gold này, cực kỳ là đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng bên em có cả dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng này. Đấy, 4 lạng chè.
giá là 130.000, nắp có giòn nhá, nắp có giòn như này. Các bác đựng trà, đựng cà phê, đựng lạc, đựng vừng, đựng muối, đựng các loại đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Một cái con một cái con bình trà inox như này, lên cho em là bình trà inox nhá, bình trà inox. Bình trà inox này, bình trà inox giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi, cho cái con 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, inox 4 lạng nhá, 4 lạng. Giá của nó sẽ là 130.000, còn có con 2 lạng thì nó sẽ nhỏ hơn, giá sẽ là 90.000 luôn nhá, 2 lạng nhỏ hơn 90.000. Nó cũng easy fork như này luôn nhá, easy fork như này luôn. Đấy, hàng của Nhật các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Inox 304 rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi, giá cả thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm của Hàn Quốc các bác này. Đấy, các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, rất là to luôn các bác, khăn to đẹp này, khăn to đẹp. Và một cái khăn như này của nó thì nó sẽ có cho các bác là lẫn màu này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, khăn to đẹp. Kích thước của nó là một chiều là 70 và một chiều là 1m4 nhá. Một chiều 70, một chiều 1m4. Đấy, kích thước một chiều 70, một chiều 1m4. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái khăn tắm như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, không có ở đâu bán giá rẻ như này đâu các bạn. Các bác mua một cái khăn mặt bình thường bây giờ cũng đã mất vài chục rồi, 20 đến 30.000 rồi. Đấy, mà đây một cái khăn tắm to đẹp như này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm nhá, 140 cm, rất là to luôn, 40.000, không thể tin nổi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái máy bàn là mini nhá, công suất của nó là 700W này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con bàn là mini như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi, 135.000 cho con bàn là mini như này các bác này. Đấy, của thương hiệu Socani các bác này. Đấy, con này thì có điều chỉnh chiết áp luôn nhá, có điều chỉnh chiết áp như này các bác này. Đấy, có điều chỉnh chiết áp cho các bác luôn, thao thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, thứ hai là nó sẽ có cho các bác là hơi nước luôn, các bác chỉ cần tháo cái nắp này ra, cho hơi nước vào đây, để cho nước vào đây, sau đó thì mình nhấp là nước nó sẽ ra, nhấp vào đây là nước nó sẽ ra nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn, giá thì rất hợp lý rồi. Đấy, và gấp gọn được. Đấy, con này các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm hoặc là đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn. Giá thì mâm của nó thì dày, nóng nhanh. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái cặp của học sinh nhá. Đấy, cặp sách học sinh như này thì các bác có thể dùng để làm quà cho con em nhà mình. Đấy, khi mà các em nó đến trường thì các bác. Đấy, cái này nó sẽ là cái dòng cặp mới tinh, cặp chống gù lưng của Nhật nhá. Đấy, các bác lên xem là cặp chống gù lưng của Nhật. Đấy, một con cặp như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đấy, một con cặp chống gù lưng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó rất là to, và đây của nó thì nó sẽ có hai cái phần lót như này để các bác em nó đi học nó khoác nó sẽ không bị gù lưng nhá. Đấy, cặp chống gù lưng. Và bên hông này thì nó sẽ có cho các bác là cái ngăn để các em nó để chai nước đựng đồ này. Đấy, và đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ này, tiếp theo là một ngăn lớn này. Đấy, một ngăn lớn như này, và tiếp theo là cái nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này nhá, một cái hình hộp vuông như này thì đựng được khá là nhiều sách và rất là đẹp các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hợp lý nhá, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp sách chống gù lưng nhá, giá sẽ là 130.000 đó. Lên cho em là cặp chống gù lưng 130k cho một con cặp chống gù lưng nhá. Cặp chống gù lưng, đó, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một em cặp như này thôi. Rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái lọ nước hoa khách sạn nhá. Đấy. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn để nó decor trang trí và giúp làm thơm luôn nhá, giúp làm thơm luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em này. Đấy, sau đó thì mình đeo cái nơ này vào này, nó sẵn cho các bác một cái nơ này luôn, và các bác rút cái bấc này ra. Đấy. Rút cái bấc này ra, các bác cắm vào cái lọ này cho em. Cắm cái lọ này là cái bấc này nó sẽ truyền cái hương tinh dầu thơm này ra, rất là thơm luôn. Và các bác có thể sử dụng khá là lâu luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn. Rất là thơm luôn. Đây, hotel các bác này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá thì chỉ có 30k thôi. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác sản phẩm, đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật,
rất là đẹp luôn. Bên Nhật thì nó sử dụng để cho quân đội của nó các bác nhá, để cho quân đội của nó, chất của nó thì chất dù cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Đây là cái quai của nó này, quai của nó đây, và võng của nó thì nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá, khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, một cái con võng dù như này. Đấy, cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 2 mét đấy, và cái chiều banh này của nó thì vào khoảng 80 cm, rất to rộng rãi và đẹp luôn, một cái con võng dù như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng to hơn bắp tay một tí thôi, rất là nhỏ gọn luôn. Lưới của nó sẽ là vải dù nhá, vải dù thoáng khí dệt 4D nhá, dệt 4D thoáng khí, các bác làm thì rất thoáng luôn. Các bác có thể mắc lên gốc cây này, hoặc là có võng sẵn, có khung sẵn thì về mình đeo vào. Đấy, rất là đẹp, màu sắc thì sạch sẽ, đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là thanh lý luôn, chỉ có cho các bác là đi một cái võng dù quân đội Nhật như này, giá chỉ có 90.000 thôi, 90k nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật, giá của nó sẽ là 90k cho mình em võng dù quân đội Nhật như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok, hello chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái dòng dầu gội đầu của thương hiệu Clear nhá, dầu gội đầu của thương hiệu Clear. Dòng này thì nó sẽ là của thương hiệu Unilever này. Đấy, Unilever đây các bác này. Đấy, logo của Unilever đây, hàng chính hãng luôn nha, và sản xuất ở Thái Lan luôn, hàng sản xuất ở Bangkok Thái Lan qua này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Hàng này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, nam nữ đều dùng được cả nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu xanh và màu trắng này, màu xanh và màu trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, 90k đấy, 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này nếu các bác ra cửa hàng mà mua thì nó sẽ là vào khoảng là 150-150, mà hàng chỉ là hàng sản xuất ở Việt Nam thôi. Còn hàng này hàng sản xuất của Thái Lan thì các bác biết rồi, hàng của Thái Lan là nó cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, dung tích của nó thì nó vào khoảng là gần nửa lít, 450ml này. Đấy, gần một nửa lít luôn. Đấy, lên mã xem là dầu gội đầu Clear. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm dung dịch nhá, giá sẽ là 30.000. Con này thì các bác chỉ cần lắp đầu dây này vào, sau đó thì mình dùng để bơm hút nước này, hút nước, hút dầu, hút mỡ, rồi rượu, chè, rồi nói chung là các loại nước là các bác hút được hết nhá. Bơm dung dịch, giá sẽ là 30k cho một cái bộ bơm dung dịch này các bác nhá, 30.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá, da bò Mỹ thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu nâu và màu đen nhá, màu nâu và màu đen. Mặt thì nó sẽ là như nhau thôi, mặt hàng mặt đúc liền thân nhá, mặt đúc liền thân như này rất là đẹp luôn nhá. Đó, thắt lưng da bò Mỹ siêu chất cho các bác luôn. Đấy, đấy, mặt thì nó sẽ là mặt đúc liền như này các bác này, mặt đúc liền như này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì sẽ là 190.000, chất liệu là da bò tự nhiên. Con này thì nó sẽ là da nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng thôi, da bò nguyên miếng tự nhiên luôn. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa kho ga ra mình đốt thoải mái cho em luôn nhá. Đốt nó chỉ có sun mà thôi chứ không bao giờ nó cháy nhá. Đấy. Và con này của nó thì nó cũng là dòng da tự nhiên, cho nên là cắt theo miếng này. Đây nhá, em sẽ đo cho các bác xem. Nó sẽ có cái dài cái ngắn, và độ dài của nó thì thấp nhất là khoảng 1m1 và dài nhất nó sẽ khoảng 1m3. Đấy, đây. Đấy, hai cái này nó sẽ có cái độ dài ngắn khác nhau như này các bác này. Đấy. Thì cơ bản thì nó đều là từ khoảng 1m1 đến 1m3 nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ đây. Hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Đấy, made in USA các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, made in USA. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Thắt lưng da bò nha, lên cho em thắt lưng da bò. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu, và mặt của nó là mặt đúc liền nguyên khối như này, và hàng con lăn rất là dễ sử dụng luôn, hàng con lăn như này rất là dễ sử dụng và tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu như này. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá 120.000 cho một con ví da bò như này. Hàng cũng là hàng của Mỹ này, made in USA các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn nhá, 100% da bò đây. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Các bác cứ dùng máy lửa mình đốt thoải mái cho em, nhưng tránh đốt vào cái phần chỉ khâu này là được. Giá thì chỉ có cho bác là 120.000 thôi. Đấy, thắt lưng thì sẽ là 190.000 nhá. Thắt lưng 190k. Đấy, còn ví thì sẽ là 120k. Đấy, 120.000 nhá. Ví là 120.000. Đấy, các bác lấy thắt lưng thì lấy, mà lấy ví thì lấy, mà lấy combo cũng được. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem.
Bộ này thì nó sẽ combo cho bác là khoảng từ 30 đến 35 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản thấp nhất là nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái đấy, có cho các bác là bộ 30 lưỡi luôn. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem như này. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và khoảng 30 lưỡi. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần trong quanh năm luôn. Đó, một cái hộp kem như này này các bác massage mình cạo cho nó khỏi bị rát này. Đấy, cho nó trơn tru này. Đấy, và lưỡi của nó là lưỡi kép như này nhá. Lưỡi kép như này. Thì combo cho bác luôn, 30 lưỡi này, 30 lưỡi một bàn cạo. Đấy, khoảng 30 lưỡi một bàn cạo, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho là bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60.000. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần quanh năm ngày tháng luôn nhá. Đấy, dùng dần cho em, quanh năm ngày tháng mới hết nhá. Đấy, quanh năm ngày tháng mới hết luôn. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem, cả lưỡi cả kem luôn, cả lưỡi cả kem của bàn cạo luôn, giá sẽ là 60k nhá. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm của Thái Lan, đó là kẹo chuột Thái Lan nhá. Lên mã giúp cho em là kẹo chuột Thái Lan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã như này, giá của nó sẽ là cái mã này của nó, giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, 30.000. Hàng này thì thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Con này dùng siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi các nhá. Bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì rất là tốt, chỉ có 30k cho một lọ kẹo chuột thế này thôi. Dùng rất là tiện ích luôn. 30k nhá. 30k cho một lọ kẹo chuột này. Dùng rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình diệt chuột to, chuột nhỏ, chuột nhà, chuột đồng đều được hết nhá. Các bác chỉ cần giải ra thôi. Đấy, cái màu của nó là màu hồng nha, nó sẽ thu hút con chuột mà nó kéo cả đàn lên ăn luôn, chết cả đàn luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ là nhiều màu như này. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, nam nữ đều đi được cả nhá. Và dép này nó có cái độ giãn nhá, độ giãn cho nên là các bác đi trong nhà rất là ok. Giá sẽ là 35k nhá. Mùa đông này các bác mua lấy 4-5 đôi này, cho mỗi người một đôi để mình đi trong nhà, mỗi người một màu, em sẽ nhặt đủ màu cho các bác luôn. Đó, thì các bác dùng để đi trong nhà, thứ nhất là ấm chân này, có thể thay tất được luôn. Đấy, chất liệu của nó là nhung, nhung này rất là ấm luôn nhá. Đấy, và cái này của nó là bằng xốp nhá, rất là nhẹ, bằng xốp rất là nhẹ và nó khâu dán rất là kỹ luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi. 35k. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái băng keo trong nhá. Băng keo trong hai mặt này. Con này thì các bác có thể dùng để mình dán ổ điện này, rồi dán các loại vật thể khác đều ok hết. Giá sẽ là 25k cho một quận như này. Chiều dài của nó khoảng 5m và bản của nó là 2 cm. Các bác bóc ra nó băng keo trong này, các bác có thể dán lên nền gạch này, nền đá hoa này, nói chung là dán đa chức năng được luôn. Đấy, để mình dán ổ điện hoặc dán các cái vật thể, hoặc là ổ wifi các thứ, hoặc là các cái vật thể nào mình cần dán lên tường thì mình dán lên cho em. Bóc ra dán vào rất là tiện ích luôn. 25.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con máy sấy tóc của thương hiệu Philips này. Công suất của nó là 3000W. Con này chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó, gió rất là mạnh. Đấy, con này thì chức năng của nó chính là sấy tóc nhá. Chức năng chính của nó là sấy tóc, nóng rất là nhanh luôn và sấy rất là ngon. Đấy, có hai cấp độ, một cấp độ gió và một cấp độ nóng này. Đó, gió mạnh và nóng mạnh nhá. Đấy, cắm điện cực kỳ là ngon, sử dụng điện 220V. Đấy, công suất là 3000W, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho một cái con máy sấy tóc Philips này. Con này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên mã giúp cho em, đó là cốc tự khuấy. Đây nó sẽ là một con cốc rất là tiện ích như này. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trực tiếp để mình pha trà, pha cà phê, pha các loại ngũ cốc đều ok hết nhá. Về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và là mình sử dụng thôi. Rất là tiện ích. Ở đây nó có hạt natrium từ trường này. Các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 9k thôi. Lên mã giúp cho em là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90.000. Đó, cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con một cốc tự khuấy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành nhá. 50 cành thôi. Đấy. Nắp của nó sẽ là nắp như này, rất là ngon này, con này. Và bộ của nó là 5 khay, khay to nhất đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 18 cm nhá. Khay to nhất đường kính là 18 cm các bạn. Đấy, to nhất là đường kính 18 cm. Em gọi là siêu mỏng thôi nhưng mà nó cũng khá là dày dẫn và cứng cáp nhá. Đấy, khá là dày dẫn và cứng cáp này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Các bác có thể dùng đây, đậy nắp này. Đấy, đậy nắp này rất là tiện này. Đấy, đây là con này to nhất này. Ngoài ra thì con nào không có nắp hết, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, chế biến đồ ăn các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bỏ tủ lạnh đều rất là ok nhá. Em gọi là hàng siêu mỏng tại vì nó cũng vừa, không dày quá, cho nên các bác mua các bác cũng yên tâm. Không đến lúc các bác lại chê đến thì các bác chê mỏng thì nó mất công.
giá thì rất là hợp lý rồi, chỉ có 50 cành thôi. Đấy, lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Đơn hàng thứ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm con này thì giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Rất là tiện ích luôn này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào cho em này. Đấy, trước khi dùng thì các bác lưu ý cho em xem kỹ em làm nhá. Bình thường thì các bác dùng cái ngăn bên này nó sẽ không kêu nhá. Con này nó có thể đảo chiều được, khi đảo chiều nó sẽ kêu. Đó, đảo chiều nó sẽ kêu. Chạm nhẹ nó sẽ kêu một tiếng, chạm mạnh nó sẽ hú như này con này. Đấy, các bác nhá. Đó. Đấy các bác thấy không? Đây, bình thường nếu các bác dùng bên này nó sẽ không kêu nhá, và đảo chiều như này nó sẽ kêu này các bác này. Đấy. Đấy. Hú rất là mạnh luôn. Đấy. Thì khi các bác dùng thì khi mình không muốn, mình muốn chỉ khóa bình thường thì mình sẽ dùng như này. Còn khi nào mình muốn chống trộm thì mình đảo chiều lại cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khóa chống trộm như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái ổ khóa chống trộm như này. Cái này thì khá là tiện ích để cho các bác khi mà mình sử dụng trong công tác là phòng chống trộm cắp, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý. Có cho các bác là 3 chìa rãnh như này nhá. Có hẳn cho các bác 3 cái chìa rãnh như này luôn. Thì dùng nó rất là sướng. Đấy, các bác có thể là dùng để vừa chống trộm này, vừa là nhiều chìa thì mình phát cho mỗi người nhà mình, mỗi người một chìa. Đấy, để mình dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đây cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm. Khóa chống trộm này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k một chiếc nhá. 80.000 một chiếc như này. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ này. Đấy. Đây nó sẽ là một con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng của thương hiệu Rolex đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Rolex như này. Giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 và bao ship tại nhà cho bác luôn. Có cả lịch các bác này. Đấy, đồng hồ này nó sẽ là đồng hồ, nó sẽ là cái dòng đồng hồ mà chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Đó, giá thì chỉ có 300k thôi. Con này đeo thì cực kỳ là đẹp luôn các bác này. Đấy, đeo lên tay rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đó. Trang nhã lịch sự rất là đẹp, sang trọng nhá. Giá thì chỉ có 300.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex. Đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. 300k cho con đồng hồ Rolex như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con điện thoại 4 SIM nhá. Đây nó sẽ là một con điện thoại như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 4 SIM luôn. 4 SIM nhá. Đấy, con này dùng rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em là xong này. Đấy, con này nó sẽ có thêm cho các bác là một cái đèn pin này nữa nhá. Một cái đèn pin đằng trước này luôn. Bật nguồn lên, sau đó thì mình lắp SIM vào cho em. Lắp SIM xong thì mình lại tắt nguồn đi khởi động lại nhá. Lắp SIM vào sau đó thì tắt nguồn đi khởi động lại cho em. Đấy. Các bác này, rất là ngon luôn nhá. 1 2 3 4 SIM này. Lắp cho em 4 SIM mà mình sử dụng nhá. Và đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn pin rất là sáng luôn. Cái này nó không phải là đèn LED bình thường đâu, mà nó là một cái đèn pin rọi rất là rọi luôn, rọi rất là sáng nhá. Đấy, rọi rất là sáng luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Và con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, khi các bác không sử dụng nữa thì mình tắt nguồn đi cho em nhá. Tắt nguồn khi các bác lắp SIM vào xong thì mình tắt nguồn đi. Sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này, một cáp sạc và một cái ốp lưng luôn, một cáp sạc, một ốp lưng. Giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại một con điện thoại 4 SIM như này nhá. 450k. Lên cho em là điện thoại 4 SIM nhá. Điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450k nhá. 450k cho con điện thoại 4 SIM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái điều khiển cắm trực tiếp nhá, bộ điều khiển cắm trực tiếp. Con này các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 nhà mình, sau đó thì các bác cắm quạt điện này hoặc các cái thiết bị khác qua đây, sau đó thì mình dùng cái điều khiển này từ xa đây. Đấy, mình sẽ tắt bật cho em và khoảng cách của nó sẽ là được 1 cây số nhá. Đấy, tức là điều khiển từ xa. Các bác có thể tắt bật bình nóng lạnh này, tắt bật quạt này, rồi máy bơm nước các thứ rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển từ xa giá sẽ là 290.000. Đó. Điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa giá sẽ là 290k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút bụi gạo nhá. Các bác lên cho em là hút bụi gạo. Đấy, con này thì nó sẽ là đa di năng luôn. Vừa là hút bụi, vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm này. Vừa hút thảm luôn nhá, hút thường vừa hút thảm luôn. Con này thì hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Con này thì nó đang hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, sạc pin vào cho em. Có cặn sẵn đốc sạc rồi, có sẵn dây sạc các bác cắm vào củ sạc nhà mình thôi. Đó. Và nó sẽ vừa là hút bụi thường, vừa là
hút thảm nhá, vừa là hút thảm và nó sẽ có cho các bác là tia cực tím để diệt khuẩn trên thảm, trên giường nhà mình luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá, giá của nó sẽ là, lên cho em là hút bụi gạo nhá, đấy, hút bụi gạo này, đấy, hút bụi gạo, giá sẽ là 250k, 250.000 cho con hút bụi gạo như này, đây, đấy, nó sẽ là một cái dòng hút bụi như này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đa di năng luôn. Bên này thì vừa hút bụi vừa là diệt khuẩn luôn nhá. Đấy, còn bên này thì là hút bụi thông thường. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một cái cặp lồng có này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá, cặp lồng. Đấy, cặp lồng hay còn gọi là cà mèng. Con này thì hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Cái nắp này của nó thì có thể dùng làm bát ăn cơm luôn này. Đấy, một ngăn này, hai ngăn này và một ngăn to nhá. Con này thì có vừa là tính năng giữ nhiệt, vừa là các bác dùng để đựng canh riêu nhá. Đấy, nó sẽ có 3 ngăn này, 3 ngăn rất là tiện ích luôn. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, và có nắp nắp làm bát được luôn. Đây, bằng inox 304 nhá. Hàng rất là xịn sò con bò luôn. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ cao cấp luôn. Dung tích của nó là 1,6 lít nhá, 1,6 lít. Gọi đi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá. Đấy, lên cho em là cặp lồng, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con cặp lồng như này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ổ điện xanh nhá. Lên mã giúp em là ổ điện xanh đây. Đấy, con này thì có công tắc đóng ngắt này, dây dài khoảng trên 1 mét này, có 3 cổng USB, có đèn báo này, 6 chân cắm luôn. Đó, nói chung là con này hàng đa di năng rồi. Công suất của nó là 10A 250V. Giá thì chỉ có cho các bác là 55k thôi. Lên cho em là ổ xanh này. Ổ xanh giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con ổ xanh như này. Rất tiện ích luôn các bác. 55.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá, gắp nóng. Con này thì tươi dưới kia sẵn. Gắp nóng nhá, con này thì các bác có thể dùng để mình gắp bát, gắp đũa này. Đấy, gắp bát, gắp đũa hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. À xin lỗi các bác, là để mình lật bánh này, chiên rán cá này, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, tức là đồ nóng nhá. Đồ nóng thì các bác dùng mình gắp cái này rất là tiện. Giá sẽ là 30.000. Lên mã giúp cho em nó gắp nóng nhá, gắp nóng, giá sẽ là 30k. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. 30.000 cho cái gắp nóng như này, rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt, con này thì sẽ là 250.000. 250.000 cho một con bình mỏ vịt như này. Con này thì hàng này nó sẽ là hàng giữ nhiệt. Giữ nhiệt này các bác này, giữ nhiệt 24 giờ này, dung tích của nó là 2 lít này. Lên cho em là bình mỏ vịt nhá. Giá của nó sẽ là inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, hàng cực kỳ dày dẫn luôn, cầm rất là nặng và đầm tay nhá. Các bác có thể dùng để hãm chè này, pha trà, pha cà phê này. Đấy, và có nắp đậy như này các này. Rất là tiện ích luôn. Thì các bác xoáy cái nắp này vào đây cho em. Đó, và đến cái nấc này các bác nhấp này. Đấy. Con này thì hàng inox 304 thôi nhá. Inox 304. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, Su 304 này. Đấy, hàng có thương hiệu luôn. Lên mã giúp cho em là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt 250.000. Đấy, dung tích của nó là 2,5 lít cả vỏ nhá. 2,3 lít. À, dung tích con này chắc là khoảng 2 lít thôi bác nhá, 2 lít thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 250.000. Lên xem là bình mỏ vịt 250.000 con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hàng Tết này. Thì sẽ có cho các bác là cái táo khô của Nhật nhá. Đấy, táo khô của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000. Đấy, 100.000 cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này, hoặc là mình dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là hãm nước uống rất là ok nhá. Đấy, một bịch này là 100.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô nhá. Nho khô thì hàng này nó sẽ là hàng của thương hiệu Samsung đấy. Samsung của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là một cái bịch nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Đây, chất lượng nho đều đẹp, màu tự nhiên. Màu tự nhiên nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, cái màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn. Chất lượng nho khô đều đẹp, màu tự nhiên rất là đẹp. Giá sẽ là 90k cho một cái bịch nho khô như này nhá. Đấy, nho khô 90.000, còn táo khô thì sẽ là 100. Đấy. Nho khô này thì nó sẽ là dòng của Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp theo thì cái bóng đèn 8 cánh này, bóng đèn 8 cánh này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000 cho một cái con bóng đèn 8 cánh này nhá. Hàng siêu sáng luôn. 195.000 các bác này, 195.000. Công suất của nó sẽ là 200W. Con này 200W nhưng mà nó là đèn LED cho nên nó rất là sáng luôn. 195.000.
Còn ngoài ra thì bên shop vẫn có cái dòng 6 cánh nhá. Đấy, à, dòng 5 cánh, 5 cánh thì giá của nó sẽ là 125.000, 125.000 cho dòng 5 cánh các bạn. Còn con này thì của nó là 8 cánh rồi. 8 cánh này thì sẽ là 195.000 nhá, 195.000. Còn đây, cái con này nó sẽ là dòng 5 cánh đây các bạn này, 5 cánh đây, rất sáng luôn. Mắt của nó là mắt LED, con này sẽ là 125.000 các bạn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi bằng điện nhé. Con này thì nó sẽ chạy bằng điện, giá thì chỉ có 260.000 thôi, cắm điện trực tiếp, điện 220V, công suất của nó thì khoảng 700W, cực kỳ khỏe luôn. Đấy, 700W nhá, rất khỏe luôn, vừa hút vừa thổi bụi được luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, giá thì chỉ có 260.000 thôi, em giới thiệu qua thôi. Con này bán rất là nhiều rồi, hàng này thì nó sẽ là một cái dòng rất là tiện ích cho các bác dùng để mình hút thổi bụi rất là ok. Đấy, đây, đây, đáp bạn sẽ cho này nhá, vừa hút vừa thổi bụi được luôn, 260.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các mã hàng trở lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop có hai cái con nồi cơm nó còn tồn kho, thì bên em thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó thì có hai con nồi cơm này thì giá rất là tốt cho các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì hôm nay bên shop có hai cái mẫu nồi cơm này, nó bị hàng gọi là hàng tồn kho, nó hơi bị móp cái này một chút này. Đấy, nó hơi bị móp cái chỗ này một chút, thì con này bên em đang bán là 450.000. Riêng hôm nay thì thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 300.000 và bao ship nhá. Đấy, 300.000 và bao ship. Đấy, dòng này thì nó là mới tinh. Mới tinh, chưa qua sử dụng. Đấy, mâm rất là dày luôn, mâm rất là dày luôn các bác nhá. Đó, mâm rất là dày luôn các bác này. Đấy. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, mâm rất là dày luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái môi này. Đấy, một cái môi này các bác nhá. Đấy, mâm dày xoang kêu rất là vang luôn nhá. Đấy, đây, dòng rất là chất lượng như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng nồi này của nó sẽ là nồi khoảng 1 lít 8 nhá, nồi khoảng 1 lít 8. Các bác nấu đây, nồi 1 lít 8 này, hàng Cuckoo của Hàn Quốc này. Các bác nấu từ 3 đến 5 người ăn thoải mái luôn. Con này thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý nốt cho bác với giá đó là 300.000 một chiếc như này. 300.000 một chiếc này các bác nhá. Đấy, em có hai mẫu. Đây, con này là con màu xám này, con màu xám đây. Đấy, các bác nào nhanh tay thì đặt hàng thì được thôi. Đấy, cái này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này một chút này. Đấy, hơi sứt chỗ này một chút, nó do vận chuyển thì bên em bán thanh lý. Đấy, con này con màu đỏ này. Màu đỏ các bác này. Đấy, con màu đỏ đây. Con này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này này, hơi bị cong chỗ này thôi. Còn hàng thì nấu cơm ngon, sử dụng bình thường các bác nhá. Đó, sử dụng bình thường. Korea, Hàn Quốc. Đấy. Thì thanh lý cho các bác giá là 300.000 một chiếc như này. 300.000 cho một con nồi này các bác nhá. Giá chỉ có 300k thôi. Đấy, thì bác nào nhanh thì được thôi. Dòng này là bên em bán là bao ship, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. 300.000 cho một con nồi này, bao ship tại nhà cho bác luôn. Đấy, hàng thanh lý chuyển khoản hết thì bên em với gửi đơn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái led kim cương nhá. Dây thì dài từ 40 đến 50 mét. Đấy, dây dài từ 40 đến 50 mét các bác dùng để trang trí Tết, cây hoa, cây cảnh rất là ok nhá. Đấy. Thì nó sẽ có là led kim cương 7 màu này. Đây, led kim cương 7 màu nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng 7 màu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. 7 màu nhá, và có cục nguồn điều khiển chiết áp này các bác này. Đấy, tăng giảm ạ. Đấy các bác này. Đấy, chạy nhanh chạy chậm ở đây nhá. Đấy, có màu vàng và 7 màu nhá, có màu vàng và 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là thì các bác lên cho em là led kim cương nhá, thì nó sẽ có dòng là 7 màu nhá, led kim cương 7 màu và led kim cương màu vàng nhá. Đấy, màu vàng. Đấy. Nó sẽ có 7 màu và màu vàng. 7 màu và màu vàng thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Led kim cương 7 màu và led kim cương màu vàng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80k cho một quận như này. Và kích thước của nó là 80k một quận, và kích thước của nó là từ 40 đến 50 mét nhá, từ 40 đến 50 mét cho một quận. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây sẽ là một cái vòng trầm gỗ như này. Đấy, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, một cái vòng trầm điều hòa huyết áp như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, đây, vòng trầm gỗ các bác này. Đấy, trầm gỗ của Nhật đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Giá sẽ là 50k trong con vòng như này thôi. Đây, đựng trong hộp rất là xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Lên cho em đó là vòng trầm gỗ giá sẽ là 50k nhá. Vòng trầm gỗ này. Trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Điều hòa huyết áp giá của nó sẽ là 50k.
50k trong cái vòng trồng gỗ điều hòa biến áp như này các bác nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái hắc lào nha các bác nhá. Đấy, hắc lào Long Biên. Đấy, lên cho em là hắc lào Long Biên như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Đấy, con này thì chuyên trị hắc lào Long Biên nấm ngứa nhá. Hắc lào Long Biên nấm ngứa các bác bôi là khỏi hết cho em. Đó, dạng típ như này các bác này. Bôi thì cực kỳ là nhạy luôn. Hắc lào Long Biên nấm ngứa là bôi cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Lên mã giúp cho em đó là hắc lào Long Biên nấm ngứa, giá sẽ là 25.000 cho một típ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi lò xo. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho cái đuôi lò xo này nhá. 35.000. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc đuôi lò xo này các bác này. Con này thì nó khá là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, thứ nhất là nó có thể xoay ngoắt nghéo được này. Thứ hai là có công tắc đóng ngắt này. Đấy, và các bác cắm trực tiếp ổ điện này cho em rất là tiện này. Cắm trực tiếp ổ điện nhá. Đấy, 35k. Còn ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini. Đấy, nó sẽ là dòng mini thôi. Chiều dài của nó vào khoảng 20 cm. Đấy, công suất của nó sẽ là 28W nhá. 28W siêu sáng cho anh em các bác luôn. Đây. Đấy, lên cho em là đèn 4 cánh mini. Đấy, 4 cánh mini các bác này. Đây. Các bác cắm vào cho em này, bật lên này. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để mình trang trí này, hoặc để co này, hoặc các bác dùng trực tiếp để lấy ánh sáng ở gia đình nhà mình, nó rất là sáng nhá. Đó, đây, rất sáng luôn bác. Con này thì 28W nhưng mà nó phải sáng cỡ như là 50-60W đấy nhá. Rất sáng luôn các bác này, em tắt đi này, bật lên này. Đấy, sáng trắng luôn, đó, rất sáng nhá. Và gấp gọn như này nó rất là tiện. Thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini, nhìn vào đến là chói cả mắt luôn nhá. Chói cả mắt luôn. Công suất của nó sẽ là 28W nhá. 28W. Giả ra thì nó vào khoảng là 20 cm. Đấy, gấp vào thì nó rất là nhỏ gọn luôn, cất đi rất là nhỏ gọn. Các bác lên cho em là đèn 4 cánh nhá. Đấy, đèn 4 cánh. 4 cánh mini nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Đó. 40k cho một quả như này. Đấy, 40.000 thôi. 40.000. Đấy. Giá sẽ là 40.000 cho một quả như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít đa năng. Thì đây nó sẽ là một con tô vít như này, rất là tiện ích này. Đấy. Tô vít đa năng hay là tô vít vạn năng được. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thân như này để các bác có thể lắp cho em cái quả pin vào đây. Lắp vào pin vào đây để mình sử dụng cho em cái hệ thống đèn ở đằng trước này. Nó sẽ có cái đèn led đằng trước này, các bác lắp một cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đó là các bác sử dụng thôi. Còn ở đây thì nó sẽ là một cái dòng tô vít rất là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 cái múi và 4 cái hoạt thị. Đấy. 4 cái tô vít dẹt và 4 cái hoạt thị như này. Đó, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Rất là chắc chắn nhá. Đấy, vào đây nó sẽ có cho các bác một con đầu vít nhỏ này. Đầu vít nhỏ các bác có thể xoáy ra để mình sử dụng được luôn. Đấy. Có cả dẹt cả ba khe luôn. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80k. Đó. Tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng nhá. Vạn năng. Giá của nó sẽ là 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá. 80.000 cho một em tô vít vạn năng như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác có thể sử dụng sửa chữa vặt hoặc là làm thợ làm nghề rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhé. Tất của thương hiệu Nai như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu trắng và màu màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi. Hàng thì khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn như này. Hàng của thương hiệu Nai nhá, dày dẫn chắc chắn cho các bác sử dụng này. Đấy, ở đây thì một vỉ này của nó sẽ, một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. 1, 2, 3, 4, 5 đôi như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nai rất chất lượng cho bác luôn. Một hộp là 5 đôi. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Giờ nó sẽ có cho các bác là màu ghi. Đấy, màu ghi và màu đen nhá. Màu ghi và màu đen. Đó, màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, màu trắng và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k cho một hộp bao gồm là 5 đôi nhá. 5 đôi. Các bác có thể lấy màu ghi hoặc màu trắng. Bên shop có hai màu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật giá sẽ là 30.000. Đấy, con này dung tích của nó từ 200 đến 300ml các bác nhá. Có nắp đậy này các bác, có nắp đậy này. Rất là tiện. Các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, nắp đậy cực kỳ là kín luôn và rất tiện ích. Hàng inox 304, su 304. Dung tích của nó thì từ 200 đến 300ml các bác dùng để đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một con khay inox này thôi. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Giá sẽ là 30.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ rổ vuông nhá.
các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Đấy thì một cái rổ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi, tức là nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ. Con nhỏ nhất thì khoảng là 20 cm. Đấy, 20-23 cm đây. Đấy, còn con to nhất này thì của nó sẽ là 35 cm nhá. Đấy, tức là nó sẽ theo đôi như này. Cứ một chậu một rổ, giá sẽ là 90.000. Hàng nhựa của nó thì miễn bàn luôn các bác này. Đấy, nhựa của nó thì nó sẽ là nhựa Việt Nhật rồi, miễn bàn có nhá. Đấy, nhựa của nó thì các bác dùng thoải mái luôn, không bao giờ lo bị hỏng, bị gãy dập nhá. Nó là dòng nhựa mềm như này, dùng nó rất là thích các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90.000 cho 3 đôi nhá, rổ vuông này. Rổ vuông 90k trên 3 đôi như này. Thì cái này các bác sẽ dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được hết. Đấy, dàn hàng của nó là nhựa Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái chống giật nóng lạnh. Cuối năm này thì các bác sử dụng cái chống giật nóng lạnh rất là nhiều luôn. Đấy. Mùa này thì nó sẽ là các bác sử dụng thường xuyên bình nóng lạnh thì nên sử dụng con này cho em, cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, chống dẫn điện, chống giật cực kỳ là tốt luôn nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Con chống điện giật bình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Tháo lắp rất là dễ dàng và an toàn luôn các bác nhá. Đấy, chuyên chống giật cho bình nóng lạnh cực kỳ là an toàn luôn. Thì các bác nên sử dụng nhá. Thâm quyến Trung Quốc, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm bởi một thiết bị vậy. Cái áp chống giật cũng sẽ nhảy. Đây các bác này, các bác chỉ cần là lắp cho em là xong thôi. Đó, nó sẽ dùng cho bình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Lắp đặt rất là dễ dàng và an toàn luôn. Rồi ok, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng các bác nhá. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi ok. Trang số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là kia các bác lên cho em là sen inox nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy. Các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó. Thì các bác sẽ có một cái bộ sen 8 bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này, Osaka Japan này. Đó. Đây, dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó. Và có cả giá đỡ cho các bác luôn nha. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy, đây, nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này. Có cả giá đỡ, cả ốc vít luôn. Giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ, có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110.000 nhá. Xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này, 110k nhá. Đấy. 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây. Giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt rửa tưới cây này, cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Xịt vệ sinh thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt như này, về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi, đã có giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn.
dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi, hàng về theo lô nhá, có giá đỡ giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn, kèm thêm cho các bác ốc vít ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan các bác này, đây đây Osaka Japan nhá, rất tiện ích luôn và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi này xịt vệ sinh, xịt vệ sinh giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này con này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá, cả sen cả dây như này, combo cho các bác cả sen quạt cả dây như này, và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi, nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt, sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp, không có giá đỡ nhá, con này thì không có giá đỡ đâu, không giá đỡ này, không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này, sen cánh quạt tăng áp, giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ của nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa để làm vừa làm đèn ngủ, vừa làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rồi có cả cho các bác chức năng hiện giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hiện giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ led, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ led này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi kia lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em đang dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi.
lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp em đó là thước móc khóa. Giá của nó sẽ là thước móc khóa này. Thước móc khóa. Giá của nó sẽ là 50 cành nhá. Có hai màu, màu vàng và màu bạc. Tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác. Cái sản phẩm đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi, nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn. Nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt, cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox, hàng của Nhật, sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được. Đựng nước lọc để trên phòng ngủ này, hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì rong của rong cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất, đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về giá. Đó, giá thì chỉ có 20.000 cho một tiếp thôi nhá. Và 50.000 ba tiếp. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tăm đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tăm bằng đồng như này. Đó, hộp tăm bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tăm đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tăm đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tăm ở đây cho em là xong, cho tăm ở đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng nhá, hộp tăm đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho một hộp tăm đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc. Có lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này, hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone, siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chưa. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này.
hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy. Hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 130 à? 120.000 thôi nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng ngắt vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này. Pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn. Bật lên này. Có điều chỉnh chiết áp sáng tối. Dùng để ăn cơm, ăn nước, decor trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi nói chung là để đâu cũng được. Rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá. 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa di năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho bác sẽ là 20.000 trên bằng 3 cái nhá. Và 60.000 trên 10 cái. 60.000 là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhá. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 8 10 à. 2 4 6 8 10. Một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được, tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn ra như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này, phòng ban thờ rồi trang trí decor cũng rất là đẹp luôn. Nó sân vườn, trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng. Giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khò gà trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò gà như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò gà trắng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 50.000 này. 50.000 cho một con khò gà trắng như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Con này thì các bác dùng để mình khò gà rồi mình làm công nghiệp hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò gà như này giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi.
lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là 50k nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 nhân 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng cho em cả năm luôn. Rất tiện ích, bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc con này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi nha chị em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn. Đấy, nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp em đó là giấy lau giày nhá. Giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá. 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá. 50.000 trên ba. Đó. Được, ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết. Hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống các nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m
thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhé. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhé. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhé. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m 6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, cho nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá. Một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop về cho các bác một số mã hàng rất mới, đó là mẫu giày da anh em nhá. Chất liệu của nó thì là 100% là da bò tự nhiên. Đó, và sẽ có cho các bác là mẫu giày và mẫu sục. Bên em có hai mẫu. Cái này thì nó liên quan đến kích thước của chân, cho nên là các bác xem mình nhớ là mình đi cái kích thước nào, số size bao nhiêu thì báo chính xác giúp cho em để em lên đơn cho các bác cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó thì hôm nay bên shop về cho các bác cái mẫu giày, đầu tiên nó sẽ là giày sục nhá. Giày sục thì các bác lên cho em là giày sục này, thì nó sẽ có hai mẫu là sục đặc và sục có lỗ như này. Đấy, sục đặc và sục có lỗ như này thì các bác muốn lấy đặc thì lấy, mà lấy có lỗ thì lấy nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Mẫu này đầu tiên nó sẽ là mẫu có lỗ này. Đấy, nó sẽ là dập lỗ như này nhá. Dập lỗ như này. Chất liệu thì bên em làm nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên và có khâu hết các bác này. Đấy, có khâu hết như này. Cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cỡ của nó thì sẽ là từ 38 đến 42. Từ 38 đến 42 bác nào vừa chân nào thì lấy mẫu đấy cho em. Từ 38 đến 42 nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là sục lỗ này. Đấy, sục lỗ này. Tiếp theo thì con này nó sẽ là sục đặc này. Đấy. Sục thì bên shop sẽ có hai mẫu cho các bác. Hai mẫu cho các bác, đó là sục lỗ và sục đặc, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Màu sắc kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cỡ thì sẽ là từ 38 đến 42. Mẫu này thì sẽ dành cho các bác là gọi là các bác muốn nhanh. Đấy, lười, nó cũng gọi là giày lười cũng được, hoặc là sục cũng được. Đấy, thì em gọi là sục cho nó dễ. Thì các bác lên cho em là sục lỗ và sục đặc nhá. Đấy, giá thì sẽ là... Thì các bác lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Đấy, sục lỗ này. Đó. Sục lỗ hoặc là sục đặc nhá. Nó có hai loại. Đó, thì giá sẽ là 290.000 nhá. 290k cho một đôi. Đấy, 290.000 cho một đôi. Bác nào muốn lấy lỗ thì lấy, mà lấy đặc thì lấy. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Hàng cực mềm luôn, bao cho các bác test thoải mái luôn nhá. Test bật lửa đốt thoải mái cho em. Các bác cứ đốt vào giữa này, đừng đốt vào chỉ nhá. Đốt vào giữa này cho em này. Đấy, em bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Đốt test thử thoải mái. Lên cho em là sục lỗ hoặc là sục đặc thì bên em sẽ có hai mẫu như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000 cho một đôi sục như này nhá.
290.000 cho một đôi sục như này. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là mẫu giày đây. Đấy, mẫu giày thì nó cũng có cho các bác là từ size 38 đến size 42. 38 đến 42. Đó, mẫu giày. Đấy, giày này thì nó sẽ là giày nam. Chất liệu là 100% là da bò nhá, 100 là da bò và có khâu hết cho các bác luôn. Đấy, đã khâu trước hết cho các bác như này. Cho nên là các bác yên tâm về mà sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng mới tinh cho các bác luôn nhá. Đấy, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu da của nó thì các bác biết rồi. Đấy, chất liệu da của nó thì nó là bằng da bò tự nhiên. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, đốt tét thoải mái, da bò tự nhiên, siêu mềm cho các bác luôn nhá. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng đây. Chất da cực kỳ là mềm. Da mới mà đã mềm như này rồi, các bác chỉ cần đi trong vòng là một tuần thôi là nó mềm nhũn ra luôn. Đấy, rất là chất lượng này. Đấy, đế của nó sẽ là đế cao su nhá, đi cực kỳ là mềm và êm ái này. Đấy, và có khâu hết như này luôn. Đó, và kích thước bên shop đang gửi đến các bác thì nó sẽ là từ 40, từ 38 đến 42. Đấy, từ 38 đến 42. Đây. Đấy. Và giá sẽ là 390.000 cho một đôi như này thôi. 390.000 các bác nhá. Đấy, 390.000 cho một đôi giày như này. Đôi này nếu mà các bác vào cửa hiệu mà mua thì nó sẽ bán cho các bác khoảng 600-700.000. 600-700.000 cho một đôi giày như này. Nhưng bên shop bán cho bác giá chỉ có 390.000 thôi. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. 390.000 cho một đôi giày như này. Các bác lên cho em là giày nam nhá. Đấy. Lên cho em là giày da đi. Giày da. Cái này thì các bác lên cho em là giày da. Giá sẽ là 390.000. Đấy. Lên cho em là giày da này. Đấy. Giày da nhá. Giá sẽ là 390.000 cho một đôi. 390.000 cho một đôi. Kích thước của nó là từ 38 đến 42. Bác nào đi cỡ chân nào thì lấy đúng cỡ chân chuẩn cỡ cho em, để tránh cái việc là hàng gửi đến không vừa, hoàn đi hoàn về nó mất, rất là mất công các bác nhá. Và gửi đi vận chuyển đi nó hỏng hàng. Cho nên các bác lưu ý đúng kích thước giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày, giày da. Giá của nó sẽ là 390.000 cho một đôi giày da như này. Hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, tuyệt đẹp cho các bác luôn. Đều có khâu vá hết như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đen này. Đấy, mặt của nó thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, mặt tráng gương cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò tự nhiên, và nó có cái màu đen rất là đẹp như này. Và lẫy của nó thì nó sẽ là lẫy trượt nhá, lẫy trượt. Đấy, lẫy trượt như này. Lấy lấy con trượt như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em này, đẩy vào này cho em. Đó, đẩy vào này. Đấy, khóa của nó thì rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhá. Đó. Thì con này rất là đẹp các bác nhá. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền hết nhá, mặt đúc liền, rất đẹp cho các bác luôn, mặt đúc liền như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con thắt lưng da bò như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen, để tránh nhầm với các cái mẫu khác, tại vì bên shop cũng có khá là nhiều mẫu luôn. Đó. Mã này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đen này. Thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000 một chiếc nhá. 160.000 cho một chiếc thắt lưng đen như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái lô đó là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ. Đấy. Các cái kiểu mặt thì nó cũng na ná như nhau thôi. Đấy, các cái kiểu mặt thì đều là mặt đúc liền, tráng gương và nó cũng như nhau. Con này thì nó sẽ là hàng con lăn nhá. Hàng con lăn như này đó. Và chất liệu của nó thì nó cũng là da bò tự nhiên. Và cái này của nó thì nó sẽ là da bò nguyên khối nhá. Da bò nguyên khối. Còn cái kia thì nó sẽ là hàng theo kiểu là hàng may như này. Hàng may như này thì mỗi con nó sẽ có những cái kiểu dáng và cái độ đẹp khác nhau nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nguyên khối như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là thắt lưng da bò. Đấy, nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá, made in USA. À, dạng này của nó thì nó sẽ là hàng da bò nguyên miếng nhá. Da bò nguyên miếng như này. Đấy, thắt lưng da bò nguyên miếng như này. Thì con này giá của nó sẽ là 190.000. Các bác lên cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò nguyên miếng. Đó, thắt lưng da bò nguyên miếng. Giá sẽ là 190.000. Còn con này thì các bác lên cho em là thắt lưng đen nhá, thắt lưng đen. Giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con thắt lưng đen như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên shop cũng rất là nhiều mẫu mã để gửi tới các bác nhé. Đó.
Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3 màu nha. Các bác lên xem là bóng 3 màu. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đều. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lên theo là bóng 3 màu. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu luôn nhá. 3 màu như này. Sẽ bị lỏng à. Đấy, có cho các bác là 3 màu luôn để cho các bác lựa chọn này. Lấy cho anh cái đuôi khác xem nào. Có 3 màu cho các bác luôn. Đây các bác nhá, các bác lên theo là bóng 3 màu, công suất của nó sẽ là 12W nhá, 12W siêu sáng luôn. Đó, nó sẽ có 3 màu. Sẽ có cho các bác là màu trắng này, màu vàng và màu đỏ. Đấy, màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Sẽ có 3 màu như này. Công suất của nó là 12W. Các bác có thể sử dụng màu nào cũng được. Đấy, màu trắng này. Màu trắng này, màu trắng rất là sáng luôn, 12W các bác nhá. Sáng đến màn hình điện thoại nó còn không phân giải được luôn. Đó, rất sáng. Tiếp theo là màu vàng này. Đấy, màu vàng đây. Và tiếp theo nữa là màu đỏ này. Đấy, màu trắng, màu vàng này, màu vàng và màu đỏ nhá. Nó sẽ có 3 màu. Đấy, thì có 3 màu như này. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Lên mã giúp cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000, rất là rẻ thôi. Công suất là 12W, dùng nó rất là tiện. 12W nhá. Đấy, giá sẽ là 30k. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này, bóng 3 màu giá sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo như này, em vừa bật thử cho bác xem rồi đấy. Có công tắc này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, tắt bật rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 35k. Lên cho em là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo 35.000 cho một chiếc đuôi lò xo như này, cũng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kem vít xanh nhá. Một bộ sẽ bao gồm cho bác là 30 đầu vít này, một tay nối dài và một tay nối dài và một tay tay đầu vít như này, tay vặn như này. Giá thì chỉ có 40k thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ rất là nhiều đầu vít, các bác làm thợ làm nghề sửa chữa thì nên có cái bộ này để mình làm thợ làm nghề sửa chữa, hoặc các bác thích chế cháo lạp vặt. Giá sẽ là 40k, lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh. Giá sẽ là 40k trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao để các bác chuyên dùng để mình thái hoa quả làm nộm này, hoặc là các bác dùng trực tiếp mình thái rau, thái các thứ cũng được. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng thương hiệu kiwi của Thái này. Đấy, hàng kiwi của Thái Lan. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Con này các bác chuyên dùng để mình thái các cái loại rau này, hoặc là thái các cái rau củ quả đấy. Rau củ quả thì nó sẽ tạo hình sóng như này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em là dao thái củ quả nhá. Lên cho em là dao lượn sóng nhá. Dao lượn sóng. Đây, nó sẽ là hình sóng như này thì khi các bác thái ra củ quả nó rất là đẹp luôn. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao lượn sóng này, dao lượn sóng. Dao lượn sóng nhá, giá của nó sẽ là 40k một chiếc. Đấy, 40.000 cho một con dao lượn sóng như này, hàng của thương hiệu Kiwi của Thái Lan. Đấy, vừa sắc bén và vừa dùng để mình thái rau tạo hình hoa quả này, hoặc các bác có thể thái rau trực tiếp được luôn. Đấy. Đấy, các loại rau dợ hoặc là gọt hoa quả cũng rất là ok thôi, chẳng có vấn đề gì cả nhá, cũng rất là đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một con dao của Thái như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Kiwi của Thái Lan nhá, rất đẹp. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, nó sẽ là một cái hộp găng tay như này. Số lượng của nó thì từ 180 đến 100 cái nhá. 80 đến 100 chiếc. Các bác mua về mình dùng dần để mình gọi là sử dụng để chế biến thực phẩm đồ ăn này, hoặc là các bác dùng đa di năng dọn dẹp vệ sinh cũng được, đều ok hết, nó không có sạc. Các bác dùng vào cái việc gì nó phù hợp là được. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng lụa. Túi bóng lụa nhá. Có độ mềm, có độ dai nhất định, cho nên là các bác dùng nó rất là đã. Đấy, không lo bị rách đấy nhá. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cái hộp găng tay như này thôi. Số lượng của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái. Rất tiện luôn. Bỏ cho anh cái bình tông này. Đây, các bác đeo vào nó rất là tiện này. Đấy, đeo vào nó rất là tiện luôn. Đấy, đeo vào nó rất là tiện như này. Tay em là tay nam mà rất là to mà đeo còn vừa nhá. Nói chung ấy là con này khi mà các bác sử dụng ấy nó rất là hợp luôn. Vừa ôm. Thứ nhất là làm chế biến thực phẩm thức ăn, hoặc là dọn dẹp vệ sinh, hoặc là làm các cái công việc liên quan đến hóa chất. Đấy, thì các bác cũng dùng được hết nhá. Bên theo là găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông nhá. Bình tông của Nga, CCP của Nga đây. Con này thì nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Rất đẹp, rất mới cho bác luôn. Đấy. Thép không gỉ nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi.
Ưu điểm của con này nó sẽ là nắp liền, cho nên là các bác không lo bị mất nắp này. Đấy, và có gioăng giếc hết luôn, gioăng cao su. Các bác có thể dùng để mình đựng rượu, đựng bia, đựng nước ngọt. Đấy, hoặc là mang nước đi học đi làm. 2 lít một ngày thì uống hết cho em một bình này là ok. Hoặc là các bác nào uống nhiều hơn thì sáng một bình, chiều một bình. Một ngày uống từ 2 đến 4 lít nước mà. Đấy, thì các bác cứ sáng một bình, chiều một bình là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Có quai đeo như này. Có quai bằng da như này nhá, quai bằng da, túi bằng da như này đeo rất là đẹp. Các bác mua để đi nhậu, đi nhẹt, các thứ rất là ok. Bình tông nhá, lên trên là bình tông 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mẫu ấm pha trà nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại nước uống đều ok hết nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít tròn nhá, 1 lít tròn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn, giá rất yêu thương. Đấy, bên ngoài sơn tĩnh điện, bên trong inox 316 nhá. Đó, inox 316 rất đẹp các bác. Giữ nhiệt tốt nhá. Các bác dùng để mình pha trà, pha cà phê rồi nói chung là đa di năng được luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con lưới lọc như này. Một con lưới lọc này rất là tiện ích nhá. Các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại đồ uống vào đây mình pha là nó sẽ giúp cho các bác là lọc được luôn, nó rất là tiện ích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt rồi. Chỉ có cho các bác là một con ấm pha trà như này. Cái giá của nó chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhá. 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, 110k cho một con ấm pha trà như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là ra đưa cho anh cái máy. Đấy, con máy xay khô nhá. Qua lên theo là máy xay khô. Đây nó sẽ là một con máy như này rất là tiện ích để cho các bác sử dụng khi mà mình xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt. 250W, điện 220V, 50Hz, 120.000. Đấy, rất là nhanh lẹ cho các bác luôn. Đây, sản phẩm thực tế đây. Bây giờ em sẽ xay gạo cho các bác xem nhé. Đây, bác này. Đấy. Đây, thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Đây. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe nha. Các bác có thể xay gạo, xay tiêu, xay điều, xay cà phê này. Đấy. Đây, em xay có một tí mà nó nhỏ tăng này luôn, rất là tiện nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để xay khô thôi. Đây em đang xay gạo nhá. Gạo là một trong những cái loại hạt rất là rắn mà xay tí cái là nó đã tơi ra như này. Rất là thích luôn. Đấy, và cái nắp này của nó sẽ là nắp ăn lẫy nhá. Các bác nắp đúng lẫy này cho em thì mình nhấc nó ra này. Đấy. Giá thì chỉ có 120.000 cho mấy em máy xay khô này thôi. 120k, rẻ như cho luôn các bác nhá. Đấy, 120.000 cho em máy xay khô như này. Dùng rất là tiện ích và sướng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca. Con này thì nó sẽ có lẫy khóa này, các bác mở cái lẫy khóa này ra cho em này. Đấy, và các bác nhấp này. Đó, và lửa nó sẽ ra ở đây. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga cho em, bơm ga vào đây. Đó. Thì con này các bác dùng để mình mồi này, mồi lửa này, hoặc là các bác mang đi du lịch để mình nhóm lửa các thứ, nói chung là rất là ok luôn. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180k cho một con bật lửa đại ca như này. Bên trên là bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Đấy, con này về nhà các bác cũng phải tự bơm ga giúp cho em nhé, tự bơm ga và giúp cho em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái led kim cương nhá, led. Có lên trên là led kim cương. Con này thì nó sẽ có là một dòng là 7 màu và một dòng là led vàng. Đấy, một dòng 7 màu và một dòng led vàng. Đây nó sẽ là dòng led vàng này. Đấy, quận dài của nó từ 3 đến 40 mét. Đấy, từ 30 đến 50 mét nhá, từ 30 đến 50 mét. Đấy, em cứ nói chung chung như vậy thôi. Tại vì nó về theo lô, có lô thì 30, 40, 50 tùy theo lô nhá, nhưng mà thấp nhất nó phải từ 35 đến 40 mét các bạn. Đấy. Đây. Đấy, nháy rất là đẹp luôn. Một quận này từ 35 đến 50 mét. Giá thì sẽ là 80.000 cho một quận led như này. Thì nó sẽ có hai màu, một là màu vàng nguyên như này, hai là 7 màu nhá. Đấy, hai là 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Con này thì rất là bền bỉ luôn. Các bác có thể dùng để dán đa di năng này, dán lên các cái thùng bị thủng vỡ này, hoặc là dán lên mái tôn, mái tường trần nhà đều ok hết. Giá sẽ là 40k. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k trên một quận như này. Đấy, keo 10, giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây ẩm thấp, đứng không? Đã có bằng kem ít 2.000, siêu chống thấm, chống rụng. Bằng kem ít 2.000 là sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các nước châu Âu và Nhật Bản. Hiện nay, bằng kem ít 2.000 đã có mặt tại Việt Nam. Bằng kem ít 2.000 có thể sử dụng một cách vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần làm sạch bề mặt cần dán ở nhà bạn như là cửa sổ, trần nhà và tường. Tiếp theo bạn bóc lớp vỏ chống dính của bằng kem ra, miết thật chặt.
dán thật chặt, và thế là mọi vấn đề về rột và thấm nước đã được xử lý một cách nhanh chóng. Mà cái thiết bị có khả rất tiện ích luôn luôn nha. Đây là miếng dán chống thấm nước chuyên xử lý các vấn đề chống thấm nước khác nhau. Trong keo có tính năng có thể chịu nhiệt độ khác nhau, 40 độ đến 320 độ. Có tính nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, có thể giảm vào nước, giảm cả sát, 11 măng, chống vào vị nước. Nhưng may vào giỏ hàng để tham khảo. Đó, giá này sẽ là 40k rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Nay thì em lại lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là kia sản phẩm giấy lau giày các bác. Đây, một bịch mình của nó thì nó sẽ là 30 tờ. Đấy, theo như mặc định đây thì là 30 tờ. Còn đấy, về nhà các bác chỉ việc là bóc ra cho em này, sau đó mình lấy cái tờ giấy này ra này, lấy tờ giấy này ra. Đó, mình có thể là lau giày, lau dép, lau bàn, lau ghế đều được hết nhá. Đặc biệt là các bác lau về phần kính thì rất là sạch luôn. Và đây em sẽ mô phỏng trực quan sinh động luôn nhá. Đấy, đây là cái chiếc dép của em nó rất là bẩn này. Đấy, dép của em nó rất là bẩn nhá. Các bác có thể quan sát trước và sau nhá. Đó, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó. Mình lấy anh cái gì ạ? Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó, đây. Thì cái này của nó thì nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông, xà phòng, rồi là các cái chất tẩy rửa để nó giúp làm sạch các bác nhá. Đấy. Thì đây em sẽ đánh đi này, đánh đi. Đánh đi đấy, cái dép của em nó rất là bẩn luôn. Đó. Thì em sẽ đánh sạch đi cho các bác xem. Đấy. Các bác chỉ cần là đánh đi như này. Nếu mà cái nào mà nó bẩn quá thì các bác để một lúc nhá, để một lúc cho cái xà bông này nó ngấm vào, sau đó thì các bác đánh sạch đi cho em là ok. Đấy, các bác cứ để cho cái xà bông nó ngấm vào. Đấy, đây. Các bác quan sát này. Đấy, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, em mới đánh qua thôi mà nó cũng đã sạch đi rất là nhiều rồi. Đấy, so với bên này nhá, bên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, thì đây, hai chiếc dép đây. Đấy, các bác thấy không? Đánh đi cái sạch đi rất là nhiều luôn. Đấy, đôi dép than tổ ong huyền thoại của em nhá. Đấy. Đôi dép than tổ ong màu cam huyền thoại bi tít nhìn lỗ các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn. Thì con này thì bên shop đang bán với bác cái giá đó là 20k nhá, 20k. Lên cho em là giấy lau giày nhá, 20.000. Và bên shop bán combo là 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch bằng 50.000. Giá rất tốt cho các bác luôn. Nên mã giúp em là giấy lau giày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì hai chức năng. Vừa làm đèn ngủ vừa là để đuổi muỗi được luôn. Rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có hai chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có hai chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi này nhá, 45k. Đó, vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bạt kích thước chiều ngang của nó thì sẽ là 1m và chiều dài là 2m nhá. Đấy, chiều dài là 2m, hơn 2m một chút và chiều ngang là 1m. Đấy, rất là rộng luôn. Chiều ngang là 1m nhưng mà nó sẽ có cái lòng ở giữa như này các bác này. Đấy. Đấy, khi các bác dở ra thì nó sẽ như này, thì nói chung là nó sẽ là hai chiều, nó đều là 2m hết nhá. Đều là 2m hết, rất là to luôn. Thì các bác phủ một con xe SH là xe to cũng rất vừa luôn. Đấy, kể cả xe SH to cũng vừa nhá. Rồi các cái dòng xe nhỏ, xe đạp điện đều vừa hết. Thì dòng này của nó sẽ là 50.000 và nó sẽ là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Nó là dòng vải bạt và có tráng ni lông cho nên là vừa chống nước vừa bền đẹp chắc chắn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái bạt phủ xe như này. Hàng to rộng rãi tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Thì các bác có thể là phủ lên xe đạp này, xe máy này, hoặc xe đạp điện này, hoặc là các bác xe cộ mình để trong nhà, hoặc là các bác dùng mình đi làm thì mình cũng cho vào được hết các bác nhá. Đấy, cũng sử dụng được hết, nó rất là tiện. Và giá thì shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
45.000 nhá. À 50.000. Đấy, lên theo là bạt phủ xe này. Đó. Bạt phủ xe. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Em các bác có mua đấy. Hàng xem tham khảo đặt hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua cho em anh em nhé. Đấy. Đó, một con bạt phủ xe. Chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhé. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhé. Một con xe số nhá. Xe số, xe ga nói chung là chơi được hết anh em nhé. Giá thì cực tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Con này gấp vào nó rất là nhỏ gọn thì anh em dùng nó rất là tiện nhé. Đây nhá anh em nhá, nhấp gấp vào nó sẽ rất nhỏ gọn như này anh em này. Nhỏ gọn như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái súng massage qua nhá. Đấy, các bác lên thêm là súng massage. Nó là hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này. Đấy, cho nên là bên em gọi nó là súng massage nhá. Súng thư giãn các bác nhá. Đấy, lên thêm là súng thư giãn này. Giá là 170k thôi. 170 cành cho một em súng thư giãn như này. Em này thì rất là tiện. Hàng thì nó sẽ là hàng có 6 chế độ và có 4 đầu rung nhá. 4 đầu rung các bạn. Đấy, có 4 đầu rung như này. Khi các bác về sử dụng thì nhấp lì cho em. Đấy, nhấp lì sau đó thì tăng cấp độ đây. Sẽ có 6 cấp độ rung. Đấy các bác thấy không? Rung này. Ghê chưa? Rung rất là mạnh nhá. Đấy. Đấy. Đấy các bác thấy không? Rung dày luôn. Đó thì con này về các bác có thể dùng để massage cổ vai gáy các bắp tay bắp chân nói chung là đều được hết nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 170.000 thôi. Kèm cho các bác là một củ sạc này, động cơ là động cơ dây đồng không chổi than, rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, dây đồng không chổi than, có kèm một cáp sạc như này. Đấy, về nhà các bác dùng để massage cổ vai gáy, bắp tay bắp chân đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao này. Đấy. Con dao chặt đây, hàng của Nhật, thương hiệu Seki. Đấy, đây. Thương hiệu Seki này. Con này thì nó sẽ nặng khoảng đặt lên cân cho anh chị. Lên. Cứ đặt đi để trừ bi đi. Con này thì nó nặng khoảng 7 lạng các bác nhá. Đấy, nó nặng khoảng 6 đến 7 lạng, 6 7 lạng, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đấy, made in Japan. Chữ này của nó là chữ made in Japan, hàng của Nhật đấy nhá, chữ made in Japan này. Đấy. Con này nặng khoảng 6 đến 7 lạng. Con này thì chặt cực kỳ đàm tay luôn. Dày thì nó vào khoảng là 4 5 ly nhá. 4 5 ly khá là dày luôn đấy các bác. Đấy, con này thì chắc khoảng 5 ly, rất dày luôn. Thì các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Lên cho em là dao chặt gỗ. Chặt gỗ, cán nó bằng gỗ nên em gọi nó là dao chặt gỗ này. Chốt 3 đinh như này. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con dao chặt gỗ hàng của thương hiệu Seki như này. Logo của hãng đây. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Đó. Một thân kéo như này, một cái dây để các bác kéo này, một lưỡi cưa nhá. Một lưỡi cưa luôn. Lên cho em là kéo cành trên cao, giá thì chỉ có 130k thôi. Giá rất rẻ các bác, một cái kéo to đẹp như này mà giá chỉ 130.000 thôi. Về nhà các bác cho cán sắt, cán gỗ, cán inox vào đây đều được hết nhá. Đấy, đây em sẽ có cái video thực. Đây các bác nhá, đấy về nhà các bác lắp cho em cái xào vào này. Xào gỗ hoặc là bằng sắt hoặc là bằng tre đều được hết. Đấy, đưa lên mình cắt này rất là ngon luôn. Các cái cây cành trên cao các bác cắt nó rất là tiện, đừng trèo lên cây rất là mất an toàn nhá. Đấy, mình thích cắt tỉa cây thì mình chỉ cần lắp vào như này là cắt tỉa thôi. Lắp đặt dễ dàng, dùng cực kỳ là ngon và kéo lực đẩy rất là tốt nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đây nó sẽ là một con cân rất là tiện ích này, hàng nội địa của Nhật nhá. Kính cường lực, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào cho em này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100.000 cho cái con cân sức khỏe này thôi. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 100k nhá. Cân được tổng là 180 cân. Về nhà các bác lắp pin vào cho em, sau đó thì mình bật lên là mình sử dụng thôi. Đấy, bật lên là mình sử dụng cho em nhá. Đây, em sẽ cân test thử cho các bác xem luôn. Đó, con này nó có cả cập nhật nhiệt độ luôn đấy các bác này. Đấy, cập nhật nhiệt độ đang là 22 độ C này. Đấy, cân được 180 cân tổng thể nhá. Cân nặng của chủ shop hôm nay đang là 67 cân. 67 cân các bác nhá. Đấy. 67 cân so với bình thường là em cũng đang giảm được khoảng gần 2 cân các bác nhá. Đấy. 67 kg các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000, 100.000 cho con cân sức khỏe như này. Lên cho em là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe, giá của nó sẽ là
100k tròn. Có cả cập nhật nhiệt độ luôn. Cân được tổng là 180 cân. Đấy, tổng là 180 cân. Và con này của nó thì nó sẽ là mặt kính cường lực 5 ly nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Có cả cập nhật nhiệt độ cho các bác này. Đấy, nhiệt độ này rất tiện ích luôn nhá. Pin thì rất là bền, các bác lắp một đôi pin này dùng cho em 1-2 năm thoải mái. Sản phẩm tiếp nhá, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm, đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật, đây nó sẽ là một con đèn cao cấp nha, hàng của thương hiệu Japan, các này Polis Made in Japan đó. Thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái đèn sáng ở bên hông này. Đấy, rồi chế độ nhấp nháy cảnh báo này, rồi đèn sáng đằng trước này. Các bác cứ giữ lì cái phím này cho em là nó sẽ chuyển nhá. Có cho các bác một cáp sạc này, rồi có cho các bác chế độ phá kính này, chế độ cắt dây này. Đấy, rồi rất là nhiều các cái chế độ khác nữa các bác nhá. Đó, rồi có chế độ cho các bác là còi hú này. Đấy, rồi la bàn này, còi hú này, la bàn này, nói chung là rất là nhiều chức năng luôn. Mà con này thì giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có cả tấm pin năng lượng mặt trời đây, pin đang sạc, đang đèn xanh như này. Đấy, dây đeo, dây giếc đàng hoàng. Nói chung là con này nó sẽ là một con đèn đa di năng và rất là tiện ích cho anh em các bác sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc anh em làm thợ làm nghề, hoặc là các bác đi xe đi cộ, có rất là tiện, có chức năng phá kính luôn. Giá sẽ là 180k. Lên cho em là đèn cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật này. Cảnh sát Nhật, giá sẽ là 180.000 một con như này, rất ok cho các bác sử dụng luôn.